Phú Quốc quê tôi. Xin chào quý cô chú anh chị gần xa và chào các bạn đang xem video. Hôm nay ra ngoài Vinh Cậu vào buổi chiều cả nhà. Và xíu nữa thì mình sẽ đi qua bên đường 30 tháng 4, cập nhật tình hình đường phố 30 tháng 4 để gửi đến cho cô chú anh chị mình cùng xem về Phú Quốc mình hôm nay như thế nào. Đang ngồi ở ngoài Vinh Cậu nè cả nhà. Ở nơi công cộng thì mình đang đeo khẩu trang nha cả nhà. Hôm nay là ngày 18 tháng 11. Làm video này để gửi đến cô chú anh chị mình cùng xem. Ra lưới ghẹ, đang đi ra ngoài biển để mà đánh lưới. Xíu nữa thì mình sẽ chạy qua đường 30 tháng 4 để mà cập nhật tình hình đường phố 30 tháng 4 để cho cô chú anh chị mình cùng xem như thế nào. Bây giờ thì mình không có đi đường đó cả nhà, do cầu Hùng Vương đang thi công á, đi đường đó thì mình phải đi vòng về qua đường Tiến Chánh, thì về nhà mình rất là xa, mình ít có đi đường đó, chủ yếu là mình đi đường Nguyễn Trung Trực. Khung cảnh chiều nay có mưa nên cũng mát mẻ và nhìn cảnh hơi đượm buồn xíu cả nhà, do ghe tàu bà con mình không có đi ra biển nhiều. Bên phía bên kia là Sớm Cồn đó, ở ngay khu vực ngay chỗ này nè cả nhà. Thì bây giờ bà con mình làm nghề lưới ghẹ đó, neo đậu đó rất là nhiều. Chiều ra ngoài đó thì rất là nhiều cần thủ đi câu cá. Mình thì ngồi đây chút xíu nữa thì cũng đi cả nhà. Mấy hôm nay hai cha con mình làm lại cái xuồng để mà đi ra biển. Cái đầu tiên là hai cha con mình làm cái xuồng để mà đi ra biển, để mà làm thêm nghề đi đánh câu hoặc đi đánh lưới ngoài biển cả nhà, để mà kiếm thêm. Và cái thứ hai nữa là để mà có thể quay video ngoài biển để cho cả nhà mình cùng xem, đổi mới một chút xíu cho kênh Phú Quốc quê tôi mình có phần phong phú hơn. Thì một hai hôm nữa thì mình sẽ ra video để mà review về sông Dương Đông cho cô chú anh chị mình cùng xem nha. Lê Hoay mấy bữa thì cũng đã làm xong rồi cả nhà, giờ thì chờ ngày để mà đem xuống sông chạy thử thôi. Rồi, bây giờ mình đi nha. Cảnh này khá là buồn cả nha, cái sọp này đã rụng lá hết rồi nè. Cậu chiều nay cũng rất là buồn, chút xíu nữa thì mới vui, nhiều người đi tắm biển, đi chơi. Nên là bãi Trần Hưng Đạo bên này, chiều thì bên này tắm biển rất là nhiều. Chiều nay mình không lên Vinh nha. Ở đâu? Gì hả? Chắc không phải đâu. Biển Trần Hưng Đạo. Chiều thì bà con mình đi xuống như này tắm biển rất là đông. Đây dài xuống phía dưới kia, phía Sài Gòn Phú Quốc, rồi phía xuống dưới bãi Trường như thế nha. Bãi này bãi Vinh Cậu, cặp với gió biển nhà Seashell. Hai cha con mình đi ra đường 30 tháng 4 nha. Ok.
buổi sáng thì buổi tối thì ở Dương Đông mình 8 giờ là buồn lắm nha, cái ngày buồn lắm. 6 7 giờ thì còn vui vui chút xíu chứ còn 8 giờ, 8 9 giờ là bắt đầu buồn, vắng người đi lại. Cái thứ nhất là do trời mưa. Mấy hôm dài Phú Quốc mình buổi chiều được có mưa. Mình đi qua đường 30 tháng 4 nha. Giờ cao điểm thì buổi chiều 4, 5, 6 giờ, 7 giờ thì xe đi lại rất là nhiều trên đường. Còn số trời cũng chuẩn bị mưa tới nha. Học chuyện khóa chứ. Nên còn mình đi nha. Một số cô chú anh chị thì có hỏi mình đi đến Phú Quốc như thế nào và việc đi mua vé tàu thì điều kiện để mà mình đi đến Phú Quốc như thế nào, thì mình cũng có tìm hiểu sơ qua cả nhà. Thì đối với cô chú anh chị, mình đã tiêm 2 mũi vaccine thì đi qua đảo Phú Quốc bình thường và chỉ cần khai báo y tế trên trang thông tin điện tử thôi và không cần phải là test là PCR hay là khai báo y tế như lúc trước nữa. Bây giờ thì chỉ cần khai báo y tế trên trang điện tử là có thể đi qua đảo Phú Quốc mình bình thường nha. Đối với cô chú anh chị đã tiêm 2 mũi. Còn đối với trường hợp tiêm 1 mũi và chưa tiêm mũi nào thì mình chưa có tìm hiểu rõ cả nhà, nên chưa có thể thông tin đến cô chú anh chị mình được nha. Thì khi nào thì mình tìm hiểu rõ rồi thì sẽ tình hình dịch bệnh ở trên đảo Phú Quốc mình hôm nay thì theo như trang đất đảo Trung Kiên, trang thông tin đài điện tử của thành phố Phú Quốc, ban phòng chống COVID-19 của thành phố Phú Quốc thì đã cập nhật
số ca nhiễm COVID-19 trong ngày 18 tháng 11 năm 2021 tính từ 12 giờ ngày 17 tháng 11 đến 12 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2021, Phú Quốc mình đã ghi nhận 36 ca mắc mới tại các xã như Dương Đông, Dương Tơ, Hàm Ninh và Cửa Dương cả nhà. Nâng tổng số ca lên 1.623 ca mắc COVID-19. Và trong ngày 18 tháng 11, tức là ngày hôm nay đó cả nhà, có 55 bệnh nhân điều trị khỏi được xuất viện và nâng tổng số ca khỏi bệnh là 1.013 người. Theo như thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 thành phố Phú Quốc, thì mình xin được thông tin đến quý cô chú anh chị đang xem video của mình nha. Thì hiện tại cũng nhận được rất là nhiều phản hồi từ phía chị là bị sao về thông tin tình hình dịch bệnh ở trên đảo, thì mong quý cô chú anh chị mình thông cảm nha. Thì mà những cái gì mà mình tìm hiểu rõ và mình biết rõ và nắm chắc chắn thì mình mới có thể nói trên video và mới có thể là cập nhật đến cho cô chú anh chị mình cùng biết được. Còn cái nào mà mình không hiểu rõ, mình không nắm chắc thì mình sẽ không có nói đến trên video và không cập nhật đến cho cô chú anh chị mình xem được nha. Thì theo như cái nguồn trang thông tin điện tử của đất đảo Trung Kiên, trang thông tin điện tử của đảo Phú Quốc mình, thì mình có xem thông tin đó để mà cập nhật đến cho cô chú anh chị mình xem hàng ngày nha.
Để chạy về sau ngày đi làm. Trời mưa tới giờ ba tiếng chánh này cả nhà. Hai cha con mình ghé đây để mà mua bún về sáng mai để mà làm đồ ăn sáng, rồi hai cha con mình đi chở cái xuồng đi xuống sông Dương Đông để mà test thử. Tươi rau cải thì ngay ngã ba mình là mua đã có rồi. Ngoài đó có con đường ngoài đó là đi lên trên Bắc Đảo, lên trên cầu trắng đó cả nhà. Tôi đồ rất là nhiều. Đường cây thông trong này ngược lại cả nhà. Có thằng đó có đường cây thông trong, đường vô cây thông trong nữa cả nhà. Đường này là đường Tiến Chánh. Đi ngược ra hướng này là ra ngoài ngã ba cổng chào Suối Đá đó. Con mua ít đồ sáng mai ăn sáng. Giờ mình đi về nha. Cái khu vực mình buổi chiều cũng rất là đông, nhưng mà được buổi chiều với lại buổi sáng, tối thì cũng không có đông cho lắm. Đường vô cây thông trong rồi đó nha.